Dàn cày Vũ Hải đang cày trên cánh đồng xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Đây là dàn cày 4 chảo lắp cho Kubota 2402 dòng máy 1 cầu. Đất ở đây là đất thịt bà con ạ. Đường cày đây, xá cày bóc rất là sạch, không để lại lạch dương, không lõi. Và độ sâu cày này hiện tại bây giờ là như bác chủ đang yêu cầu là bóc làm sao cho khoảng 10 phân. Thì hiện tại bây giờ là Vũ Hải đang chỉnh cho dàn cày là bóc độ sâu 10 phân theo ý của khách hàng. Máy 2402 một cầu kéo dàn cày 4 chảo đường cày 1m05. Bao nhà máy. Đường cày này là đường cày vét chân bờ. Bác chủ này đã căn được. Chảo 4 đĩa cho máy Kubota L2. Rồi cho em hỏi vài câu cái nào. Vậy đây ạ, cho em hỏi cái là sau khi anh test thử dàn cày với đây hiệu chỉnh là có nghĩa là mới chỉnh sơ qua thôi, chưa tinh chỉnh. Thì là sau cái quá trình anh chạy thì cái thứ nhất là cho em hỏi về là máy kéo thì so với cái dàn trước đây anh đang sử dụng là có nhẹ hơn không? Biết là video mạng có khỏe không mà để quay cho nét. Nhẹ hơn rửa vâng. Cái này cho em hỏi là giả sử như là hiện tại bây giờ như đất bóc và đổ đất trên cái thửa ruộng như này thì anh nhìn là so với cái dàn trước đây anh đang sử dụng thì là nó có cái gì khác không? Thôi chen rồi, đất đổ rồi. Rồi đi. Rồi là theo em đứng ở ngoài quan sát thôi thì là đối với con máy của anh thì kéo cái dàn này là nó cũng tương đối rồi, chưa phải đạp ga, còn nếu mà đạp ga lên thì máy chạy bốc không có tiếng ì, có nghĩa là không bị nặng đài, không bị cố. Dạ. Và đường cày thì là hiện tại là rộng hơn con chú trước chứ, rộng hơn nhiều chứ. Và nhưng mà anh bỏ tay lái ra nó có chạy thẳng không? Hỏng máy rồi. Bỏ tay lái không chạy thẳng không? Rồi anh cầm một lết đây em chỉ cho. Đây nha. Anh nhả con này, vặn bánh lái này hơi quay về đằng trước tí ạ. Rồi. Rồi được rồi, anh vặn chặt vào. Hơi sai bánh lái một tí. Thôi hỏng máy rồi. Vỡ số rồi. Anh siết chặt rồi. Không phải chỉnh lại nữa. Thôi để chỉnh lại ngay trước rồi.
Rồi đây anh chạy thử thêm đường mới đi. Làm 1-2 vòng nữa là bắt đầu anh em xin rút. Tí nữa mà khi đường nó vào rỗng cày như thế kia rồi thì anh bỏ tay lái ra xem nào, nó chạy thẳng không. Thằng tưng lái này mà ông còn kêu gì. Cái gì đây nè. Dạ, bắt lấy